Tôi là Ford 46 rồi. Cặp vỏ này mới thay nha gì cả nhà. Tự xử luôn cả nhà ơi, tự bốc tự chạy luôn. Có ben luôn, cái hai cái cầu này có ben luôn á. Đây chiếc đang cú rơm rồi đấy. Chiếc này là lâm rơm. View quá đẹp luôn. Nhà gần ở núi Bà Đen, ở trên núi.
thay đồ. Rồi giờ xe chạy ra nha cả nhà. Đấy, con rơm chạy ra. Giờ này 11 rưỡi nha cả nhà, 1 rưỡi trưa rồi, nắng quá trắng. Vỏ mới thay nè, hộp vỏ sau. Nhìn còn gai không? Móc. Quá nhẹ nhàng, không có gì giờ khó với bất tài. Rồi, tạm biệt cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn vui vẻ. Hư giống rồi. Rồi, bye bye cả nhà nha. Bye. Đây núi Bà Đen.